Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa 15, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, công tác dân số đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có mức sinh thay thế chưa thực sự bền vững khi số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chỉ là 1,96 con và tỷ lệ tăng dân số là 0,84% năm 2023. Đồng thời xuất hiện xu hướng mức sinh xuống thấp và chênh lệch về mức sinh giữa các vùng. Từ thực tế trên, giáo sư Nhân đề xuất cần quy định thời gian làm việc của người lao động phải đủ ngắn, 8 giờ lao động một ngày, 40 giờ một tuần để họ có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình và sở thích riêng tư. Bởi mức sinh giảm hiện nay xuất phát từ xu hướng kết hôn muộn, nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn. Trước đề xuất nêu trên, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự đồng tình và đưa ra nhiều quan điểm xoay quanh vấn đề về kết hôn muộn, tìm bạn đời trước vòng quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên cũng không ít người bày tỏ sự băn khoăn. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tổng hợp sau của chúng tôi. Để khuyến khích lớp trẻ trong độ tuổi sinh sản sinh con, trên thế giới người ta có nhiều cách làm độc đáo và rất nhân văn. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ và học hỏi. Giảm giờ làm cũng là một biện pháp, nhưng chưa thật sự tối ưu bằng các phương pháp khác như biện pháp kinh tế, quyền lợi về nhà ở, các biện pháp hỗ trợ khác. Các biện pháp cần được thực hiện đồng bộ và thời gian đủ để động viên lớp trẻ trong độ tuổi sinh sản hưởng ứng tích cực. Quá chuẩn, đi làm 10 đến 12 tiếng một ngày, cộng thêm tắc đường nữa thì về đến nhà là kiệt sức, không còn năng lượng chăm sóc bản thân vợ chồng, nói gì đến con cái. Luật phải làm nghiêm, nếu người lao động làm hơn 10 giờ một ngày thì phải trả nhân 1,5 hay nhân đôi để hạn chế làm việc thêm giờ. Nếu không trả thêm thì người lao động có thể kiện công ty để đòi số tiền đó. Vậy người lao động mới có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm sóc con cái. Nếu đề xuất giảm giờ làm như vậy để đảm bảo hoàn thành công việc, doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ chủ động tăng ca. Mình thấy việc đề xuất này có tính khả thi không cao. Đa số nhân viên văn phòng bây giờ đều làm hơn 8 tiếng đồng hồ một ngày mà vẫn chưa xong việc. Và một thực tế, đa số không ai muốn hẹn hò kết hôn sớm khi chẳng có gì trong tay cả. Nhưng muốn đạt được thành tựu trước 30 tuổi thì cần cả một hành trình dài rèn luyện và nỗ lực. Nếu bản thân được giảm giờ làm thì mình cũng như vậy thôi. Đồng ý việc giảm giờ làm có thể nhiều cặp đôi sẽ hẹn hò, nhưng vấn đề về tỷ lệ sinh vẫn chưa được giải quyết. Ai bảo hẹn hò rồi sẽ kết hôn? Đó là một chặng đường khá xa vời. Đôi khi nhiều người chỉ muốn yêu mà không muốn cưới và sinh con lại là một chuyện khác, nên giảm giờ làm vẫn không thể giải quyết được. Theo quan điểm của mình, việc bắt đầu một mối quan hệ thì điều cần thiết là cảm xúc của bản thân dành cho đối phương. Còn thời gian thì không phải là yếu tố chính, bởi khi thực sự trưởng thành, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như công việc, gia đình, hẹn hò chỉ là một phần trong cuộc sống thôi. Thực tế bây giờ, không hẹn hò không sao hết, nhưng không có tiền mới là vấn đề. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang chủ trì soạn thảo đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, bên cạnh các nhóm như luật hiện hành, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung người lao động có giao kết hợp đồng xác định thời hạn từ 1 tháng, người có hợp đồng từ 1 tháng trở lên nhưng làm việc không chọn thời gian, có tổng mức tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất thêm các đối tượng là quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người quản lý điều hành hợp tác xã, hưởng lương và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ sẽ bổ sung nhóm có thu nhập ổn định, thường xuyên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số bình luận nổi bật. Diện mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp là cần thiết, tôi hoàn toàn đồng ý. Đóng bảo hiểm thất nghiệp nên xem vào diện tự nguyện đối với cá nhân, không thuộc diện cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp có tham gia chỉ là trung gian trách nhiệm phụ thu cho cơ quan bảo hiểm. Sao chỉ tính toán tác động một chiều thế nhỉ? Thêm bảo hiểm làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp sa thải bớt công nhân để giảm chi phí, hoặc điều kiện làm việc khắt khe hơn để bù lại chi phí hoặc giảm lương. Tóm lại, bảo hiểm thất nghiệp nhưng lại có thể gia tăng thất nghiệp. Đề nghị đóng bảo hiểm thế nào thì quyền lợi bảo hiểm tương ứng, về cả thời gian, về cả mức được lĩnh. Cách đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay không công bằng với những người đóng cao và lâu. Thưa quý vị, sau gần 3 ngày vận hành, tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội
đã đón số lượng khách tăng kỷ lục hơn 100.000 lượt khách. Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Tiến sĩ Vũ Hồng Trường cho biết, trong ngày đầu tiên vận hành, tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã vận chuyển hơn 34.000 lượt hành khách, ngày thứ hai vận chuyển hơn 52.000 lượt hành khách. Đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 8, tuyến đường sắt đã vận chuyển 18.000 hành khách. Tuyến đường sắt được đánh giá là nhanh chóng, hiện đại và sẽ thu hút lượng khách lớn, đặc biệt là những người có nhu cầu đi học và đi làm. Công tác vận hành, quản lý, đảm bảo an toàn và sự hài lòng cho khách hàng. Từ sớm tại các nhà ga, công tác vận hành đã được nhân viên nhà ga, lái tàu, nhân viên an ninh thực hiện thuần thục. Từ khâu bán vé lên xuống tàu đều được tự động hóa. Theo ông Vũ Hồng Trường, nhiều người dân tới trải nghiệm và đã thấy rõ ràng sự khác biệt giữa hai tuyến metro đang vận hành tại Hà Nội. Tuyến metro Nhổn ga Hà Nội có nhiều điểm khác biệt so với tuyến metro Cát Linh, Hà Đông. Ngoài những điểm giống nhau về giá vé và quy định vé tháng, khác biệt nhất là sức chứa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lễ hội Điện Huệ Nam năm 2024 tháng 7 âm lịch sẽ được tổ chức vào 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8, nằm vào ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch. Theo lịch trình, Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở ban ngành liên quan tổ chức đoàn cung nghinh bằng đường sông vào 6 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 từ 352 Chi Lăng đến Điện Huệ Nam. Trên đường di chuyển, đoàn sẽ dừng lại cáo lễ trước chùa Thiên Mụ. Hoạt động rước thánh trên sông Hương có sự tham gia của hàng chục chiếc thuyền rồng, bên trong đặt long kiệu thánh mẫu và hòm sắc vua phong, cùng các vật thờ cúng như là tán, cờ, quạt. Đoàn thuyền có sự tham gia của đông đảo các thanh đồng đạo hữu, những người phục dịch và du khách hành hương theo các thuyền lên Điện Huệ Nam. Lễ chánh tế cầu nguyện quốc thái dân an và các hoạt động lễ hội tại đình làng Hải Cát sẽ được tổ chức trong ngày 12 tháng 8. Lễ hoàn tạ bế mạc được tổ chức trong ngày 13 tháng 8. Lễ hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Iana, được cử hành vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm, tháng 7 vía cha, tháng 3 vía mẹ. Đây được xem là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống mang tính cộng đồng đặc trưng của vùng đất cố đô. Trường Đại học Y Hà Nội vừa phát đi thông báo gửi tới thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường, cảnh báo về việc có hoạt động giả mạo, lừa đảo thí sinh chuyển tiền để đăng ký chỗ ở trong ký túc xá. Theo đó, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin về việc có một số đối tượng lợi dụng danh tiếng của trường để thực hiện hành vi giả mạo, đăng tin đăng ký vào ký túc xá trái phép trên các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, một số đối tượng tự nhận là cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng tài khoản Facebook có tên là Đại học Y Hà Nội HMU liên lạc với các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội và yêu cầu các bạn chuyển tiền để được đăng ký chỗ ở ký túc xá sớm. Khi nhận thấy thí sinh chần chừ trong việc chuyển tiền, các đối tượng liên tục thúc giục với lý do trường đã họp chốt điểm chuẩn chỉ chờ ngày công bố hoặc nhà trường họp chốt số lượng người ở ký túc xá trong chiều nay, yêu cầu gửi thông tin và chuyển tiền ngay lập tức, hứa hẹn nếu thí sinh không đỗ sẽ hoàn lại tiền. Trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo học sinh sinh viên cần đề cao cảnh giác khi tìm kiếm các thông tin liên quan tới trường đại học trên các trang mạng xã hội. Khi giao tiếp cần xác minh kỹ thông tin đối tượng, hạn chế chia sẻ thông tin và dữ liệu cá nhân, tuyệt đối không chuyển tiền cho đối tượng lạ trong bất kỳ trường hợp nào. Khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thí sinh nên truy cập vào cổng thông tin của trường đại học, cổng thông tin điện tử cho sinh viên hoặc liên hệ trực tiếp với các cán bộ làm việc tại trường thông qua số điện thoại chính thống.